Giờ bắt đầu đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe địa hình Gian XTC 800, một mẫu xe rất quen thuộc để các bác xem kênh em lâu, cũng như là các bác đang tập chơi xe thì cũng rất là quen thuộc đến cái thương hiệu Gian, một thương hiệu rất là nổi tiếng về khung xe đạp. Nó phải gọi là cái độ hoàn thiện nó là chắc chắn phải là nhất thế giới. Xe em nhập là nguyên bản chính hãng, đồ AUG, vành Mavic của Pháp, bánh 27,5 inch, nước sơn nguyên bản, xe là nhập khẩu nguyên chiếc, toàn đồ zin chính hãng. Do là đã qua quá trình sử dụng nên là chiếc xe nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Size của chiếc xe là size S, thì em sẽ đo size để cụ thể hơn cho các bác xem. Ni lông chiếc xe được trang bị bộ tay bấm Shimano DOG, phanh dầu Shimano và có khóa hành trình tải sóc ở trên tay lái. Bánh 27,5, sóc dầu theo xe. Hoặc bánh Mavic thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp. Đuôi đĩa trục rỗng và chạy full một bộ group, một bộ mini group Shimano Reuji. Máy hơi được trang bị máy hơi Shimano. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe của các bác từ khoảng 1m6 đến 1m7 là phù hợp. Theo game 10 tầng lít và 3 tầng đĩa cho chiếc xe có 30 tốc độ khác nhau. Chiếc xe đang được bán với em mức giá là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.